Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Bùi. Hôm nay em lên chủ yếu là so sánh hai chiếc Dupont một lỗ. Có lẽ là khá là nhiều người có một cái khái niệm về những chiếc Dupont một lỗ. Nhiều anh em nghĩ rằng những chiếc Dupont một lỗ nó rẻ, bởi vì đó là anh em chơi ở những cái mặt hàng cơ bản. Còn khi anh em mà chơi chuyên sâu hơn ở những một vài mặt hàng nó khá là tinh tế, thì cái giá cả của nó thực sự nó rất là khác nhau. Hôm nay thì em chủ yếu đi thiên về cái kỹ thuật của những chiếc Dupont một lỗ, thì chúng ta sẽ nhận thấy một vài đặc điểm nó khá là khác nhau. Đầu tiên đó là ở bên tay trái em, đó là một chiếc Dupont một lỗ, và chiếc này là chiếc những chiếc màu lạ như thế này là thì thường là những chiếc phiên bản nội địa, và nó có một chữ D ở dưới đây. Trước kia thì em có bán khá là nhiều các cái bản này. Bản này thì là trước kia em có 4 bản và bản này là bản thứ tư. Khoảng một vài ngày nữa thì em sẽ có một bản nó cũng có màu lạ như thế này, và cái giá của nó cũng khá là căng. Đây là một phiên bản thông thường. Nếu mà anh em so sánh đầu tiên là so sánh về hình thức về kích thước, thì có vẻ là nếu mà cầm trên tay thì cái này nó có vẻ trông nó có vẻ to hơn, nhưng mà thực chất thì theo như em cảm quan của em và em có so sánh thì cả hai cái nó thực ra thì nó bằng nhau thôi. Có điều là cái miếng vát ở hai bên này nó vát sâu hơn, miếng vát ở bên này thì nó bo ít hơn, cho nên là chúng ta có cảm giác cầm ở chiếc bên trái này nó to hơn so với lại chiếc bên phải. Còn về màu sắc của nó thì anh em thấy rồi, nó rất là đẹp, cùng với lại nó tráng một lớp men bóng ở bên trên, cho nên nó rất là đẹp luôn. Còn đây thì đơn giản đơn thuần nó là một chiếc lắc kê, và phần này nó là sơn mài. Còn đây là phần này nó được tráng một lớp men bóng rất là đẹp. Về cơ cấu hoạt động, khi điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết nhất đó là khi mà chúng ta bật ở cái nắp này lên thì nó rất là nhẹ và thanh. Có lẽ là những cái cảm giác như thế này thì anh em phải trải nghiệm thì mới rõ được. Tuy nhiên thì cũng xin giới thiệu với anh em để anh em có thêm những cái tìm hiểu và trải nghiệm. Cái bật của cái lẫy này nó rất là nhẹ và nó thanh, nó khác với lại cái bật của cái này. Cái này rất là nặng và anh em có thấy cái tiếng kêu click chứ? Khi đẩy tay nó phải đẩy nặng hơn. Nhưng mà em có trải nghiệm rất là nhiều những con màu như thế này, và cái đẩy tay của nó rất là nhẹ. Cái bản lề rất là nhẹ và thanh, rất là êm luôn. Đối với lại nhiều anh em chơi thì khi mở tiếng là phải kêu này. Cũng như con một lỗ này cũng không hiểu tại sao nó lại kêu. Một lỗ thường kêu bực bực thôi, rất là nhẹ, nhưng con này lại kêu. Thường anh em lại thích chơi những con hai lỗ mà nó kêu. Thì nếu mà anh em phải chơi qua những con hai lỗ, chơi qua gác đi, anh em chơi những cái dòng mà thích to và thích kêu, thì anh em sẽ khi dùng một thời gian thì anh em sẽ có nhiều cái trải nghiệm và anh em sẽ quay về chơi cái một lỗ này nhiều hơn. Và hôm rồi thì em cũng giao lưu một chiếc cách mạng tư sản Pháp một lỗ, anh em thấy có đăng giá 28 triệu và cũng mới giao dịch ngày hôm qua. Những chiếc mua thường ra những chiếc đó rất là khó mua và khó bán. Tuy nhiên thì giới chơi sưu tầm thực sự mà hiểu thì cái việc đấy nó cũng khá là dễ dàng. Điều thứ hai là cái cơ chế tay quay của nó rất là nhẹ khi mà bật lửa. Anh em có thể nhận thấy là cái bật lửa nó rất là nhẹ, cái tay quay này khi bật lên nó rất là nhẹ và nó thanh, nó nhẹ, nó mượt mà nó thanh, nó không có cảm giác bị rắt. Cái này nó cảm giác nó mình phải dùng lực nhiều hơn và mình không có cảm giác nhiều về cái độ mượt của nó. Đó. Nhưng cái này nó rất là nhẹ và thanh. Đấy, anh em thấy cái cơ chế tay quay nó rất là nhẹ, thích. Nói chung về cái hai chiếc thì nó khá là tương đồng nhau. Tuy nhiên thì cái này thì anh em biết rồi, hôm trước mình bán giá công khai và giá nó cũng khá là rẻ thôi. Còn đối với những phiên bản như thế này mình bán cũng khá là nhiều những cái phiên bản như thế này rồi. Những chiếc vân tím, hôm trước mình có bán 15 triệu những cái chiếc vân xanh vải quần bò và những cái phiên bản ba màu lạ như thế này. Buổi sau thì sẽ có một phiên bản nữa cũng màu khá là lạ. Về cơ bản thì những chiếc Dupont này nó khá giống nhau, nhưng khi anh em dùng và trải nghiệm thì cái cơ chế tay quay cùng với lại một vài cái đặc điểm nó khá là khác. Đấy, nó khi nảy cái nắp lên rất là nhẹ, bật cũng rất là nhẹ nhàng đó. Em đang dùng cái quạt ở phía sau nên khi bật một vài lần
cái gió nó bạc đi và là nó bị mất lửa, chứ còn đun phông 10 ăn 10 anh em yên tâm. Kinh nhất là ông Katia thôi. Rất là nhẹ. Cũng tiện phiên ngày hôm nay thì giao lưu với anh em, mới vừa rồi không làm video thì hôm nay thì em giao lưu với anh em một cái chiếc đồng hồ, chiếc bật lửa màu bạc, một lỗ lùn, và giá của chiếc này là 1 triệu. Giao lưu cùng anh em cho vui. Một phiên bản nó khá là cổ đấy ạ. Anh em có thể nhìn thấy cái nút của nó như thế này, những cái nút như này nó sâu tuổi hơn những chiếc nút như thế này. Cái tăng giảm ga nó khá là lạ, nó khác lại những cái dòng kia thì anh em có thể nhìn thấy đây, tăng giảm ga nó sẽ lên xuống như thế này. Còn cái dòng này thì nó lại lên xuống như này đó, kéo lên này, kéo xuống, xuống là tăng này. Đây là một chiếc một lỗ lùn. Về bề mặt của nó thì em lau cà na chưa được sạch lắm, nó hơi có vẩn vẩn một chút. Tuy nhiên khi anh em lau lên nó sáng hơn, và thực chất của những cái chiếc bật lửa như thế này mình dùng thường xuyên thì nó sẽ sáng hơn, bởi vì nó là mạ bạc vàng trắng, cũng rất là hay. Bên trong cái bộ máy của nó lại màu vàng hồng. Những chiếc như này em để mộc thôi. Có lẽ bên trong còn vệ sinh một chút, rồi khá là nhiều việc nên là mới vừa rồi em không lên video, cùng với lại làm đồ chưa được kỹ lắm. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.